Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế, các bệnh viện về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến tháng 11, toàn quốc có 11.726 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, đạt tỷ lệ 92% tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc, với hơn 4,79 triệu lượt tra cứu thông tin bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân khi tiếp đón người bệnh đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, tỷ lệ khám chữa bệnh có tra cứu bằng căn cước công dân gắn chip trên tổng số lượt khám chữa bệnh chỉ đạt khoảng 4,3% với khoảng 110 triệu lượt. Do đó, Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý rà soát tình hình triển khai thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip hoặc qua ứng dụng VNEID của Bộ Công an theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Y tế, tăng cường công tác thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và hiểu về những tiện lợi lợi ích mang lại.